Hôm nay mình sẽ đi vào cái bài số 3 của chương 2 là bài logarit. Đầu tiên thì đi vào cái lý thuyết, bài này thầy đưa lên bốn que cho bạn đọc trước để chuẩn bị cái nội dung phong làm bài tập. Cái lý thuyết, cái logarit người ta ghi là viết tắt là thành là chữ log. Mình đọc là logarit. Logarit. Nó gồm có hai cái thành phần. Thành phần phía dưới. Thành phần phía dưới này mình đọc là cơ số. Cái thành phần phía dưới mình đọc là cơ số. Còn cái thành phần phía trên thì của cái phần trần phía trên. Thì mình sẽ đọc đây là thành là logarit cơ số a của b nha. Cái này mình đọc lại là logarit. Logarit. Ở phía dưới mình đọc là cơ số a của b nha. Ví dụ như là mình có là cái này mình đọc là logarit cơ số 2 của 5. Còn nếu mà ngược lại á thì mình đọc là logarit cơ số 5 của 2. Thằng ở dưới là cơ số. Đấy. Vậy thì học về logarit thì mình học cái gì? Trước tiên là bản thân cái logarit này nó phải có cái điều kiện để cho nó tồn tại được. Và cái điều kiện đó là ở chỗ đây. E bơ là được phải dương. Vậy thì nó gồm có hai cái điều kiện. Cái logarit nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cơ số lẫn cái số trên này, tức là cả hai cái số này đều phải là dương hết. E lớn không và lớn không. Và điều kiện thứ hai là điều kiện của bản thân thành cơ số. Thành cơ số này phải cắt một nó. Đó là hai cái điều kiện của logarit. Chừng xíu mình xuống mình làm tập xác định. Rồi cái đoạn đầu là như đó, cách đọc ha. Cách đọc mình đọc là logarit cơ số gì đó của gì đó. Cơ số là phía dưới, cái kia là phía trên. Bây giờ khi mình có được một cái logarit bằng, tức là đây là cái công thức sau này mình sẽ dùng rất là nhiều, đặc biệt là trong giải phương trình này. Nếu mình có logarit cơ số a của b bằng alpha, bằng alpha thì mình có thể đậu cái mũ đến đầu đây, đó a mũ alpha sẽ bằng b. Thành lấy ví dụ thế này, ví dụ giờ mình có là logarit cơ số 2 của x bằng 3. Từ này em sẽ suy ra được là x sẽ bằng 2 đậu cái mũ 3 lên đầu, tức là 2 đẩy lên này, đẩy lên như thế này, 2 mũ 3 và sẽ bằng 8. Đó. Mình có thể kiểm tra lại cái này nó đúng không bằng cách bấm máy tính. Bấm thì mình bấm như thế này. Đầu tiên là mở máy đang ở chế độ bình thường vậy. Sau đó là trong máy mình là có máy nào cũng có hết nha, cả cái logarit ấy. Logarit là ngay chỗ đây này. Cho thấy máy tụi em nó ở chỗ khác thôi chứ còn thực ra là luôn luôn có ha. Bấm nó. Đấy. Thì chỗ đây là cái cơ số này. Nhập cơ số 2. Còn này là x này. Mình tìm được bằng 8 đúng không? Mình nhập 8. Bấm bằng thì nó bằng 3 không? Nếu nó bằng 3 là mình làm đúng ha. Đấy, bằng 3 đây. Cho. Rồi. Là xong cái phần đầu tiên ha, định nghĩa đầu tiên nắm về gì? Nắm về cách đọc. Nắm về cái điều kiện. Và nắm về khi nó bằng một con số thì cái biểu thức đó tính bằng cách nào. Bây giờ qua cái phần tính chất. Nhập phần tính chất thì nó có rất là nhiều công thức ha. Thực ra là tiện tính ra rất nhiều công thức. 1 2 3 4 rồi 1 2 3 4 dưới nữa là 8 cái, rồi 1 2 3 4 cái nữa thành 12 cái, rồi 1 2 3 nữa tổng cộng tới 15 cái công thức rồi. Mà nói ra số lượng như thế thì nhìn mình sẽ ngán. Nhưng mà thực ra trong bản chất 15 công thức đó thì
nó có những cái là quan trọng, có những cái là mình chỉ có suy ra thôi, chứ còn tức là từ tự động thì mình sẽ nhớ được những cái đó chứ không cần phải học thuộc kiểu thế. Thì bây giờ thầy sẽ nói các công thức nào quan trọng nhất. Thì ở đây nó có cái công thức đầu tiên mà thầy nói quan trọng là cái công thức thầy hay gọi vui là công thức bay. Thực ra nó không có tên đâu nha, công thức logic này nó không có cái tên còn là cụ thể ra rõ ràng. Em thầy hay gọi nó là công thức bay. Thầy sẽ ghi chỗ đây nha, bạn có thể ghi bài theo để nhớ hay là tùy, mà bạn muốn in ra làm ghi đó. Dùng các cái tài liệu để sau này còn ôn tốt nghiệp đồ này nữa. À, các cái công thức nha, ghi như đây đủ không ta? Này là xuống dưới ta ghi cho nè, ta thì xuống dưới ghi. Nó ghi nó tiện hơn. Công thức số 1 thì đặt cái tên là công thức bay. Để đặt vậy thôi chứ nó không có phải là công thức bay nha, nó không có tên nha. Đó là nó nói về gì? Nó nói là logarit cơ số A của B mũ N sẽ được tính bằng cách đây thì em lưu ý là AB đồ nó đã có được sẵn điều kiện có nghĩa rồi nha, thầy không ghi điều kiện lắm không là mình dùng làm thì mình nắm điều kiện đó. Nó sẽ bằng là mình sẽ bay cái mũ bay cái mũ đến đâu này này bay xuống này, cho thầy hay gọi nó là công thức bay nha. Bay xuống thì nó sẽ bằng là N nhân cho logarit cơ số A của B. Bài thứ nhất là bài phần phía trên. Cái thứ hai là logarit cơ số A mũ của K đi của B. Tức là giờ cái mũ là nằm phía dưới này, nằm ngay dưới cơ số này, thì khi đó mình vẫn bay, nhưng mà nó nằm phía dưới thì mình sẽ bay nó ở phía dưới. Phía dưới. Tức là lúc này nó sẽ bằng là 1 trên K, nó K nằm phía dưới mẫu. Trên đây không có gì hết là số 1 đó. 1 trên K rồi mới là lô. Đấy. Và từ này nó sẽ sinh ra một công thức kết hợp của cả hai trường hợp này, đó là nó có mũ ở cả trên lẫn dưới là logarit cơ số A của A cơ số A mũ K của B mũ N. Vậy thì lúc này là thầy hay nói là lúc này thì mạnh thằng nào lấy bay thôi, thằng nào ở trên thì bay ở trên, thằng nào ở dưới thì bay ở dưới. Thằng N này nó nằm phía trên thì nó bay nó nằm trên tử, thằng K này nằm phía dưới thì bay nó nằm dưới mẫu. Kết quả nó sẽ là N trên K. Đấy, N trên K logarit cơ số A. Đó. Công thức quan trọng thứ nhất chính là công thức bay. Rồi. Công thức thứ nhất nha. Lên được 32 rồi. Rồi, công thức số 2. Trong cái thứ nhất là mình đã học được 3 công thức này ha. Công thức số 2. Là cái công thức biến đổi tức thành phẩm.
Thành Tận, Thương Thành Hiệu, mình hay đọc là Thương Hiệu á, à, Thương Hiệu chắc là quen thuộc không mấy đứa, à, Tích Tận Thương Hiệu, à, anh nói cái gì? Anh nói là nếu như mình có nếu như mình có logarit cơ số a của b mũ 1 nhân b mũ 2, à, nếu mình có cái này thì mình đây là mình đang có logarit của một tích, thì mình có thể viết nó được thành là logarit của hai cái cộng lại với nhau, tức là tổng của hai logarit, tích mình đưa thành tổng của hai logarit. Vô trễ không còn đỡ tiếng cơ. Đấy, từ cái công thức tích ra tổng này mình có thể nâng lên tới n cái, đây là hai cái thôi, à, thường là tụi em kiểu là gặp trường hợp hai cái, nhưng mà trong trường hợp người ta cho nhiều cái vẫn làm được, à, tổng quát lên vẫn có, tổng quát lên là logarit cơ số a của b1 nhân b2 nhân tới bn thì sẽ bằng là logarit cơ số a của b1 cộng logarit cơ số a của b2 và cuối cộng như thế cộng tới logarit cơ số a của bn. Yeah. Nhớ là mình có tích ra tổng chứ mình không có tổng ra tích nha. Nhiều bạn thì là có tổng ra tích nhưng mà nhiều bạn bị lộn cái chỗ này nè. Nhiều em là sau khi học xong công thức logarit bị nhầm chỗ này. Này, cái logarit cơ số a của b1 cộng b2 này, cái này nó không có bằng được, hiện tại nó không bằng được cái gì cả, à, nên chứ không nhiều em là bằng logarit cơ số a của b1 nhân logarit cơ số a của b2 hoặc là cộng, nhiều em là ghi cộng ghi nhân ở đây chỗ này là không có nha, không có công thức này. Chưa? Đấy. À, nếu mà cộng đơn thuần như thế này thì không tính được không, lưu ý cái đó. Rồi tiếp theo là logarit của Thương Thương Hiệu đúng không? Nghĩa từ Thương Hiệu. Tất nhiên là phải có mấy cái điều kiện để cho mấy cái này có nghĩa trước ha. Thì logarit của Thương thì sẽ bằng là Hiệu. Hiệu thì thành mình sẽ lấy thằng phía trên mình trừ cho lô của thằng phía dưới. Yeah. Và trong Thương thì mình không có nâng lên tới n vì nó là cộng trừ nhất mà. Rồi, nên mình đã đi qua hai công thức, ha. Một là công thức bay, hai là cái công thức tích tổng Thương Hiệu. Bây giờ mình vào cái số 3. Cái số 3 là cái công thức đổi cơ số. À, công thức đổi cơ số. Tốc độ cơ số như cái tên là mình đã hiểu cái chỗ đây là mình sẽ đi đổi cái cơ số của logarit, có nghĩa là em đang có logarit cơ số a của b nhưng em là mong muốn là cái cơ số này là không phải là a nữa, à, mà phải là một cơ số khác, à, thì mình sẽ có cái cách để mình đổi cái cơ số này,
Thì ở đây mình sẽ có hai cái cách ở đổi, một là dùng thương, còn hai là dùng tích nha. Thì nếu em muốn đổi thành cái cơ số C nào đó thì mình có thể chèn cái cơ số C vào chính giữa hai thành A với B này, và mình ghi thành là logic cơ số C B nằm phía trên thì cha nó nằm phía trên, mình chia cho logic cơ số C E nằm ở dưới thì cha nằm phía dưới mẫu như này này, nó đều là cơ số C hết, đúng không? Chèn cái C vào chính giữa này và đẩy thành CB hoặc CE đi hai đường nha. Có E đang nằm đây nha, B nằm đây, chèn cái C vô đây thành CB CE và chia lại nha. Đây là cái cách theo đổi cơ số bằng cái phép chia thương ha. Còn một cách nữa là cách đổi cơ số bằng tích, cũng lô AB như thế này. À, mà bây giờ mình sẽ đổi nó thành tích. Bằng cách là mình sẽ thấy là tích đó thì em tưởng tượng bây giờ thầy ghi ra, ví dụ như em có là lô AB này, nếu em đang nhân với lô BC thì em giống như là hai cái B này là rút gọn với nhau á, một cái B trên tử, một cái B dưới mẫu, mình tưởng tượng như thế thôi, thực ra nó không đúng ha. Nên là mình nhảy cho em dễ nhớ, thì mình rút gọn hai B với nhau thì nó chỉ còn là lô của AC nhân mẫu thế ha. Đấy, thì bây giờ tôi là muốn mà mất cái cơ số E đây, tôi muốn là cái cơ số C nào đó thì chỉ cần em ghi đại diện một thành thôi, ví dụ như giờ thầy ghi là lô đích cơ số C của, đây là logic cơ số E của B đúng không, là bằng logic cơ số C của B nhân với logic BE thì thành CE hả, EC ha. Thầy sẽ ghi như thế này nha, từ cái tích thì nó hơi khó nhìn không. Này, mình vẫn chèn C vào này nhưng mà mình sẽ ghi là lô AC, tức là mình đi theo đường ngược lại. Nên là E đây là B này. Nếu mình thiếu tích thì mình chèn C vô thì mình không có đi tách ra hai bên, mình đi thẳng luôn một đường, tức là E tới C, xong rồi từ C tới B. Mình nhân cho lô CB. Thì lúc này là nó sẽ không mất hoàn toàn cái cơ số E, nó chỉ có xuất hiện thêm cơ số C thôi, nó không mất hoàn toàn. Còn nếu em đi theo con đường là đổi bằng tích thì nó không mất hoàn toàn cái cơ số ban đầu, còn đi từ con đường đổi bằng thương thì sẽ mất luôn cái cơ số E luôn, chỉ còn là cơ số C thôi. Tùy tình huống và cái bài toán nó ra đặt ra mình sẽ dùng cái cách nào. Một cách là tỉa ra hai bên, còn cách là đi luôn một đường đó. Đây. Rồi, đây chính là toàn bộ các cái công thức mà nó là nền tảng để suy ra các cái công thức còn lại. Anh nếu mà học thì mình nắm ba cái chính này, một là công thức bay, nó gồm cả ba cái công thức, hai là loại tích thành tổng và tổng thương hiệu, là hai cái nữa, và có số hai cái, tổng cộng là mình cho 7 cái. Video này của mình là có 15 cái, đúng không? 15 cái. Đây. Rồi. Em bây giờ thầy thì đi vào nói các cái công thức còn lại, thì tại sao nó mình có thể hiểu nó như thế nào? Thì công thức đầu tiên là công thức logic cơ số E của 1 phần 0 này. Thì công thức này mình thuộc thì tốt, còn không thuộc thì mình có thể dùng máy tính để kiểm tra được. Mình cần dùng máy tính như thế này. Logic biểu đề này, khi một công thức như thế em muốn biết là đúng hay không em bấm là logic cơ số E. E là một con số dương khác một nha. Thì cái nó có nghĩa ngay từ ban đầu là mình đã có điều kiện đó rồi. Cơ số là phải lớn không và khác một. Cho nên là mình sẽ cho E là một con số dương khác một vào đây, ví dụ thì cho E bằng 5 đi. Đây vẫn là 1, bấm bằng. Bằng 0 ngay. Đấy. Mình biết chắc chắn nó bằng 0. Hoặc là mình có thể sửa vô đây không phải là số 5.
mình sửa là số phân số ấy, ví dụ như là 1/4 bấm bằng vẫn ra bằng 0. Dạ, thì tóm lại nó luôn bằng 0 trong trường hợp e có nghĩa là e lớn 0 với cấp 1 là được. Đấy. Nhưng câu 1 đây không có gì phải học thuộc cả. Bạn nào nhớ thì tốt, còn không nhớ thì dùng máy tính hỗ trợ nha. Công thức số 2. Công thức số 2 là logarit cơ số e của e bằng 1. Tức là khi hai cái này giống nhau là ra bằng 1 á. Mình vẫn bấm được ha. Ví dụ giờ mình đang có là logarit cơ số 1/4 của 1/4 bằng 1 này. Là logarit cơ số 2 của 2 bằng 1 này. Đó. Đó. Cho nên công thức 2 này vẫn kiểm tra được. Công thức số 4 trước nha. Số 3 là cái công thức đặc biệt à. Công thức số 4 này. Công thức số 4 này chính là mình dùng công thức bay để mình suy ra. À, nhìn thấy này. Bây giờ mình có logarit cơ số e của e mũ alpha. À, có thằng ra đầu đây. Vậy thì mình sẽ dùng công thức bay. Thằng này đang nằm ở phía trên tử này. Như thế. Thì mình bay thì nó vẫn nằm trên tử. Nó sẽ bằng là alpha nhân cho lô của e. Đúng không? Mà lô e là theo công thức 2 là bằng 1. Cái này bằng 1. Cho nên alpha nhân 1 là bằng alpha. Tôi đã ra cái 4. Thấy chưa? Đấy, cái 4 là được suy ra nhờ vào cái 2 và cái bay này. Rồi cái 3 đã chưa lại nha, cái 3 chưa lại tức là thì nói riêng cái 3. À, còn dưới này là cái này là đã học rồi, công thức tích thành tổng đây, à, tổng quát đây, tương thành hiệu đây, à, nó chỉ còn lại thằng nào đây thôi. Thì ông này là cái gì? Yeah. Thì cái ông này á, bản thân cái ông này là tại sao lô e 1/b là bằng cái trừ này? Thì mình có là lô e 1/b là bằng. Mình học ở bài trước á. 1/b chính là b mũ trừ 1. Nha. 1/b là b mũ trừ 1. Đấy. Thì tới đây mình bay con trừ 1 nữa. Thì nó ra đúng với công thức này. À. Để xong rồi. À. Cái dưới này. Cái dưới này là mình có công thức là gì? Mình có công thức bay cái m ở đây, học rồi ha. Bay cái n ở đây, học rồi. Bay cái m lẫn n học luôn, không có gì hết ha. Còn chỗ này, còn là hai chỗ này thôi. Thì cái chỗ này là cái 1/a này mình tính là a mũ trừ 1 ha. Nó chính là a mũ trừ 1. Giống như cái trên ha. 1/a chính là e mũ trừ 1. Mình bay con trừ 1 đúng không? Đây được công thức đây thôi. 1 chia trừ 1 vẫn là trừ 1 mà ha. Trừ của lô a b. Đấy. Còn cái bên đây là lô a căn bậc n của b. Căn bậc n của b chính là b mũ 1/n. Nên bay cái 1/n này xuống. Nó ra đúng lúc này. Đấy, cao siêu hết nha. Nha. Rồi. À, dưới đổi cơ số. Đổi cơ số thì cái công thức số 2 mình đã học rồi. Công thức số 3 mình cũng học nãy luôn. Chỉ có mỗi cái thằng số 1 này thôi. Là mình chưa. Số 1 đó là suy ra. À, số 1 là đề cho mình lô AV. Làm sao đã ra được 1 trên lô B A. Ở đây chính là mình đổi cơ số. À, mình sẽ chèn vào cơ số B. Đấy, mình chèn cơ số B vào giữa thành lô B B chưa chia cho lô B A. Mà lô B B chính là bằng 1. À, lô hai cái giống nhau là bằng 1. Hồi nãy mới học ở trên. Lô B A. Đã ra công thức này. Đấy. Nắm cái khung hồi nãy thì có thể suy ra được những cái còn lại. Rồi. Bây giờ chỉ có cái ông
Ông ba này, ông trên đây thì chưa nói đây ha. Ông này, ông đây là một công thức khá là khó. Thứ nhất á, là nó rất ít là dùng, nó lâu lâu mới gặp nó lần, cho nên là sẽ khó, dẫn đến học sinh hay quên. Thì cái này mình muốn mình muốn nhớ thì mình nhớ mẹo thôi ha. Ở đây mình thấy là khi mà cái a này giống nhau này, thì mình có thể đổi, tức là mình có công thức tổng quát á, tức là em ta đổi chỗ, đổi chỗ cái này và cái này với nhau ở chỗ, thì ghi công thức tổng quát luôn này. Cái này này, e mũ logarit cơ số b của c, thì em có thể đổi chỗ hai thằng này với nhau này, tức là mình thành là c mũ, nó sẽ thành c mũ logarit cơ số b của e nha. Đây, đổi chỗ hai tổ năm với nhau em sâu luôn á. Từ từ cái công thức này mình phải suy ra được cái ông mà ta yêu cầu nhớ đây, cái ông mà đặc biệt ở trường hợp riêng ha, trường hợp này này. Trường hợp này là người ta đang cho là e lô ev, em đảo lại thành là đảo b và e là với nhau thành b lô ae, mà lô ae là bằng một ha, nên thành là b mũ một, b mũ một là bằng b, nó ra được đó. Rồi, bài này nó khá là nặng về chuyện công thức nha, khá là nặng nha. Bây giờ mình bây giờ coi là lớp đủ chưa, tâm rượu đó, tâm rượu là bắt đầu nhanh dược. Trước tiên là cái danh sách học sinh chưa làm căn cước công dân đây, là hiện tại là có ba bạn đây, còn ai nữa không lên tiếng không mà thầy nộp cho Dạ trường? em mời thầy, em nhắn lại cho thầy nha. Em là gì vậy? Xíu mà em nhắn cho thầy này. Em nói luôn họ tên ấy, thầy ghi trước tí nữa. Dạ. Phạm Minh Phục Khoa này. Phạm Minh Khoa. Chúng nó nhắn cho thầy cái địa chỉ với cái ngày tháng năm sinh nha. Dạ. Rồi, còn ai nữa ta? Em chưa có luôn nha thầy. Ai? Em là ai? Nhớ mà em thì Nghĩa muốn em cũng chưa cá luôn hả? Chưa làm á nha. Chưa làm chứ không phải là chưa cá nha. làm rồi mà người ta chưa phát ra là sao vậy? Làm rồi chưa phát thì không không cần em. Chưa làm á, bạn nào mà chưa chưa làm chưa phát là từ từ người ta phát. Này ta thầy lấy cái danh sách mà những bạn mà một trước thầy có đấy, nhưng mà giờ thầy quên ghi là bạn nào chưa có, là chưa làm hay là chưa có. Chú có kia cho nên là giờ nó lung tung, vậy là bốn bạn ha, làm đây còn như làm bài phút cái như thư giãn cái đoạn này với học công thức nhiều quá ha.
cái đây. Cái bảng hào là làm chưa? Hào có bạn ở đây không? Chưa biết là em làm chưa? Căn cước công dân này. Chưa đây. Chưa làm xong lên tiếng. Làm chưa, chưa làm hay là chưa có? Làm đầu chưa có hay là chưa làm? Giờ đừng hỏi. Trời ơi, mình làm chưa mà hỏi là sao? Ý là em đi làm căn cước công dân chưa? Dạ chưa. Mình làm chưa mình còn không biết, mình phải đi hỏi, hỏi ai trọng. Vậy là em chưa làm đúng không? Chưa làm lên tiếng, sao chưa làm mà không lên tiếng hết ông? Là khi Trần Văn Hào bạn Minh Hưng làm chưa? Minh Hưng bán à? Tình Kỉnh làm chưa? Về lem lâu mày họ chưa phát thầy. Ok ok. Anh Ký làm chưa? Anh Ký bán à? Nhật làm chưa em? Bạn luôn. Tiến làm chưa? Bạn tiếp. Tiếp. Chô, cái này bạn giữ ta. Mày chưa đây, có em. Tiếc làm cho em. Nhắn tin thầy. Em nhắn tin cho thầy hả? À quên thầy ghi em hả? Dạ dạ. À quên thầy ngáo sao ta? À thầy ghi rồi mà. Ok ok. À Cảnh như thầy không biết rõ. Thầy hỏi làm gì nó. Không biết thầy ghi rồi mà. Giờ thầy hỏi luôn lòng. Bất vui như thầy cũng ghi không? À Bất Vui chưa? Bất Vui làm chưa ta? Rồi, tí nữa thầy đăng lên rồi, mấy bạn cháu thầy gọi cho trường rồi. Bạn nào mà chung không không có cái đó, chung không thi được tốt nghiệp mà ráng chịu hả nha. Ngoài công khai với trò hả. Năm bạn ha. Bây giờ 37, thì em có biết bắn ai không? Thầy điền vô đây cho nó mau cái. Giờ điểm danh bữa nay cũng bắt đọc từ trên dưới hết khổ quá. An với Hào có nè. An với Hào bữa qua có làm phòng chống tham nhũng không em? Dạ có thầy. Có chuyện vậy. Trong thấy chụp đưa lên hả đây. Có gõ mấy thầy. Dạ quên. An có gõ hả? Tập 3 rồi chứ sao thầy đúng không? Ừ. Thì có mà. Có không? Có. Hôm qua mình làm mà không thấy. Em hoàn thành rồi mà quên chụp. Ok. Do là nhà trường thì nhà trường có cái giá, chứ còn thầy không có kiểm soát được đó. Lòng tin thôi. Phú Hưng, à, chị Hải có đang đi học không? Có thầy ơi. À, có, ok. Phú Hưng. Về có thầy. Có là có làm hả? Hay là về có không làm? Có anh thầy. À, không có làm. Minh Khang là nó có làm đây. Minh Hưng có đang học không? Minh Hưng bán. Tình Thị Hương, Nguyễn Thị Hương. Điểm danh á. Có thầy. Dạ dạ có. Khang. Khang chắc bán rồi. Khoa. Dạ có thầy.
Rồi Kiển. Có thầy. Rồi Kính. Có thầy. À, Kính có làm bài phòng có tham nhũng không? Dạ có. Tuy Tuy bán rồi. Thanh Lam. Dạ có. Rồi Thu Liên. Dạ có. Rồi ok. Bích Liên. Dạ có hả? Liên vừa qua có làm bài mà em. Dạ có hả? Có hả? Này mà không chụp lên hả? Dạ. Có cho mấy bạn cứ hô cá chừng sau thầy nhà trường đưa tới cái danh sách mà không thấy mấy bạn là mấy bạn tiêu quá nha. Nhiều bạn không chụp lên, đây là những bạn mà thầy điền vô là do mấy bạn chụp lên trên lớp này. Còn quên chụp thì nói là thầy vẫn được, nhưng mà phải nói cho đúng chính xác nha. Cá chừng sau cái lớp mình tiêu á. Sammy. Sammy bán không? Nên là nãy giờ bán bạn Phú Hưng là một ha. Phú Hưng hay Minh Hưng ta? À Minh Hưng. Dạ Phú Hưng có thầy. Minh Hưng bán. Okay. 19 tháng 11. Minh Hưng. À Kỉnh hay Kỳ ta? Quên mất tên rồi. Kỳ hay bằng Kỉnh mất bán nhẹ. Cái đó. Kỳ thầy. Kỳ hả? Kỳ bán. Khang bán. Em gái thầy ơi. Em lại. Em là em ai? Cá thầy ơi. Em là ai? Khang á thầy. Ủa? Khang. Đồ. Khang đang đi học á. Lịch sử đúng không? Đúng á. Ok Khang. Hôm nay hỏi tới các bạn nào bán mình mất tiêu không? Làm Thu Liên, Bích Liên. Trà My là bán hả không? Lê Trà My bán đúng không? Lê Trà My bán. Em có làm bài không em? Bài gì thầy? Bài gì là chắc là không rồi. Bài phòng chống tham nhũng á. Vậy do vừa hôm qua em ngủ quên thầy. À ok. Nguyễn Thị My. Có thầy. Nhưng có làm bài không? Có thầy. Có luôn hả? Nhưng không thấy đưa lên. Rồi. Văn Trà My. Dạ có thầy. Rồi, Nghiêm. Có thầy. Nhập. Rồi, Nhập bán rồi. Như bán. Kiều Anh là có. Kim Anh. Có thầy. Rồi, Nguyễn Quân. Có thầy. Nguyễn Quân bữa qua có làm bài không? Dạ có, mẹ em quên chụp lại rồi. Ok Quân. Rồi. Trang Thảo. Có thầy. Có thầy. Rồi. Thánh Thiên. Có rồi. Rồi. Thánh có làm bài không Thánh? Thầy sẽ không đọc tên em thầy. Thánh á? Tên em là tên Thắng á. Ủa? Em có làm bài không? Dạ có mẹ, em có chụp lại thôi. Ok. Thuận. Thuận học trong bạn Thuận. À mà biết không được. Bạn Thuận có làm bài không ta? Thuận làm bài với em thôi. Ủa? Làm chung chỗ hả? Dạ. Làm chung phải hai nick khác nhau chứ làm chung đâu tính. Dạ Lê, có nghĩa là bạn cũng có điện thoại, bạn xuống chỗ em làm thầy. À, chỗ bạn có mạng nên này. Hiểu. Thủy. Dạ có. Rồi, anh Thư. Anh Thư bán hả? Thức. Dạ có. Thức có làm bàn Thức ơi. Đó thì không có chụp lại thầy. Rồi, anh Thư. Trà. Có thầy. Kiều Trinh.
Cô Trinh vắng à? Dạ có thầy. À, cô Trinh có làm bài không? Dạ có thầy, mày do thầy nói trễ với Kim nợ ba em eo đi luôn thầy. Ok. Túc Trinh, Trí, Trung. Dạ có thầy. Có thầy. Tấn, Tuyền. Có thầy. Tấn có không biết không? Tấn có thầy. À. À, Tuyết có. Tấu, Bích Huy, Hà Vi. Bích Huy có thầy. Tấu có, Bích Huy có. Hà Vi bán đúng không? Huy có thầy. À có, ok, có. Như vậy thì nhìn vào danh sách này là chỉ có Trà My là 1, Phú Vân là 2, Nhật là 3, Anh Thư là 4. Ồ, làm bài nhiều dữ chứ ta. Không nghĩ như vậy luôn á, không ngờ. Bất ngờ thật Nhật, sự. Bạn xin có phép nha thầy. Bạn nào xin cho phép em? Dạ bạn Nhật thầy, hồi sáng bạn nhắn trong nhóm. Nhờ bạn Trinh. À, Nhật suy nghĩ. Okay. Lớp mình tham gia làm bài khá đông hơn. Mấy phần trăm ít nè. Thầy nói bạn như như có nhân thầy do hồi nãy thầy điểm danh em đi vệ sinh ở thầy không nghe thầy thiệt là giỡn gì trời thiệt á thầy em vô sớm vô mà thầy rồi ok như à, nói cái đây nữa đâu mình bắt đầu vô mình làm bài tập mệt quá nhiều thứ đã nói quá thấy to thủ tục nhưng mình thư giãn sau khi mình học mình đóng công thức nó không cái gì quên mất tiêu rồi. À đây 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 cái nộp số đây nè còn còn bằng em nè nộp số hộ khẩu công chứng á mấy đứa em Minh Hưng với Khang nè hộ khẩu công chứng nộp rồi mày thấy ai ai nộp rồi em nộp rồi hả em nộp rồi mày thấy nộp hôm nay vậy nộp bên quê lên nộp với bạn Quy đấy ủa à quên quên thầy chưa ghi vô đây nộp rồi muốn quên mấy bạn nộp thầy chưa ghi em nộp với Vi Vi Tiết đó đúng không dạ thôi đi nha giờ hôm qua mà thầy chưa cập nhật rồi ok vậy là còn lại là Minh Hưng nè Phan với bạn Trí Minh Hưng Phan với Trí còn là ba bạn à ba bạn đi làm rồi nha đi làm công chứng trước đi nếu mà tuần sau mà mình học trực tiếp thì thứ hai nộp cho thầy cũng được còn không học trực tiếp thì trong tuần này tụi em đem cho thầy mà đi công chứng trước cho không mà chừng không có chừng không với Trí thì này sát quên nhau Trí là đang mất quỷ rồi thôi học ở điểm danh xong còn là 36 đứa không nào bay hết đứa không còn là hai cái thành logo thập phong logo tự nhiên với cái thành cục đây nữa này rồi cái đó từ từ đi đúng nào làm đó bây giờ vô cái dạng toán thứ nhất là dạng toán so sánh hai logarit để so sánh hai logarit là mình sẽ dựa vào cái cơ số nha mình dựa vào cơ số nếu mà cơ số nó lớn một nếu cơ số nó lớn một thì nè nếu cái cơ số e lớn một này thì nó sẽ gọi là đồng biến á tuần chiều à, đây đang lớn hơn thì thành là b lớn c à, còn nếu mà cơ số e nhỏ một thì nó bị ngược chiều đang lớn hơn thành nhỏ hơn này à,
còn hiển nhiên là hai thằng này đều phải lớn không hết à. Cái điều kiện đấy có nghĩa phải lương phải lớn không hết à. À, bây giờ mình sẽ đi vào các cái ví dụ dựa vào cái chuyện nhìn vào cái cơ số thôi, nhìn cơ số đó có thể nó thuận chiều hay ngược chiều là xong. Giờ ca trung phong làm hả? Thế đưa lên rồi. Một xe thầy. Ai vậy? Em làm hả? My thầy. À My, My làm sao em? Cái gì đó? Ai nói cái gì vậy? Thầy. Rồi em chọn C thì em nói tại sao C sai thôi. À, chốt cơ tới cho nó nha. Dạ. Thầy là câu 1 là đáp án E thì tại cơ số với 1 phần 2 nên đổi ngược dấu lại. Là đúng, đúng không? Đúng, cơ số 1, 2 là ngược cho nên đang biết thành lớn là đúng rồi. Rồi. Còn còn câu B là lốc ít lớn không thì là ít lớn hơn 10 mũ không nên ít lớn hơn 1. À, đúng. Vậy cũng được. Cái đây là cơ logic cơ số 10 này thì chưa nói ở trên kia. Trong lý thuyết là có mà được thầy Duy cho giảng nè. Không biết cơ số 10. Còn câu C thì cũng giống như câu B mà đáp án nó ra sai. À, là câu C là số 5 này lớn 1 à. Lớn hơn 1 thì sao thì sai gì đâu ta? Sai gì? Tôi không phải lo lắng nhiều khi có một cái gì mới ấy. Rắc rối nó xảy ra đó. Cái gì rắc rối xảy ra? Cô và đang giảng hả? Sai gì đâu ta? Chưa thấy sai gì hết không? Câu D sai này. Câu D sai hả nghe? Đó là này thường là việc nhà nào mà con gái hay chia sẻ. Nếu mình chọn nhân, chọn cửa chén. Thôi, nói. Giờ mới giờ em đang ngồi học chung với em bây giờ. Ngồi gì học thì sao tập trung được ta? Ngồi bên kia nói, bên đây cũng nói sao? Em phải đeo tai nghe hả? Rồi, cái bài này sai là ở đó ống D á. À, ống D mới là câu sai này. Ừ, lý do câu D sai là chỗ này. À, nó hơi khó. À, nó hơi khó để nhìn thấy. Cái lô 4 x bình phương này. Thì nó chính là bằng lô 4 này chính là 2 mũ 2 4 là 2 mũ 2 nha. Bình phương thì mình quản lý bình phương đây. Ở đây á là mình dùng thức bay à, dùng thức bay có nghĩa là mình bay mấy cái mũ á. Mình bay con số 2 này này. Bay xuống dưới đây à, mình bay con số 2 này. Bay nó nằm phía trên. Tức là con số 2 ở trên là số 2 đây à, số 2 ở dưới là 2 đây. À, thì cái đây mình còn lại thành gì? Còn lại lô 2 x. Nếu mà chỗ đây các bạn nào ghi lô 2 x á thì nó sẽ có một cái vấn đề bị sai ngay à, là ở ra cái chú ý này nè, chú ý này, chú ý vô đây này à. Đó là khi mình gặp cái trường hợp mà mũ chẳng á thì khi em bay xuống thì lúc này nó không còn lại, nó không phải là ít mà nó sẽ là trị. Bởi vì là cái điều kiện để cho cái lô ban đầu nó có nghĩa là khi cái ít bình này lớn không, ít bình này lớn không là khi nó cắt không.
Cho nên là khi mà mình bay mất đi cái mũ 2 á, mất đi cái mũ trên đầu nó, thì muốn nó có nghĩa lỡ nó âm á, lỡ nó âm tức là khi nó âm thì trường hợp đầu nó có nghĩa, nhưng trường hợp sau nếu không có dấu trị đó lên thì không có nghĩa. Nó bắt buộc phải có dấu trị vô đây này. À, bài này nó có chỗ đó và các cái dấu trị chỗ này. Thì khi đã rút gọn hai con số 2 này đi thì nó sẽ còn lại là logarit cơ số 2 của trị x. Nha, trị x. Đấy, đó là cái này mình đã. Và đây đánh cho là lớn hơn logarit cơ số 2 của y. Cơ số 2 là lớn hơn 1, cho nên là giải ra được là trị x lớn hơn y, lớn không. À, cái đây là sai là do nó thiếu cái trị chỗ đây. Ừ. À, còn đây là câu sai. Nhân con này đúng mà, câu C đúng bình thường. Cái phần này chắc phải đợi cho mấy bạn ở nhà là làm thêm nữa. Thì ở đây nó có mấy cái khó nha, phần này nó không hề đơn giản chút nào. Cái phần logo này bài 3 này nó khó hơn so với bài 1, bài 2 ấy. Rất là nhiều chứ không phải là khó ít nữa. Phần ở dưới đây là phần 6 đây là bỏ bớt. Nói chung là tụi em cố gắng làm được những câu nào thì mình làm câu đó để sửa hết những cái cần thiết cho lớp. Còn lại thì những cái khó là mình chừa lại. Câu này mình quay lại ôm, mà có thời gian mình ôm mình làm. Còn bạn nào mà muốn coi mấy cái đó thì có thể coi bên lớp C cái phần khó khó. Có những câu khó mà thầy có thời gian thầy giải bên lớp C ấy. Nó học nhanh hơn thì có thời gian thầy giải cho bên lớp đó một hai câu gì đấy. Còn không có thì thôi. À, còn chút thời gian thầy nói luôn cái phần lý thuyết đây, buổi sau còn không thầy nói. À, giờ cái chỗ logarit tập phân logarit tự nhiên này. À, thì trong các logarit ấy, nó có hai cái loại logarit mà người ta dùng rất là nhiều trong thực tế ấy, ha. Người ta dùng rất là nhiều cho nên là để cho nó gọn thì người ta mới gọi cái tên nó riêng ra và ghi nó ngắn gọn lại. Đó là logarit cơ số 10 này, đây là logarit cơ số 10 của một cái chữ logarit cơ số 10 của B đi. Thì vì mình dùng rất là nhiều cho nên người ta mới ghi gọn lại thành là log B thôi, bỏ cái 10 đi. Hay là người ta ghi log, log thì nay hết dùng rồi. Cái này là hồi xưa thời thầy học một thời tụi em, bây giờ là hình lên mình đọc cái này là log này. Cái này mình đọc là log, thường là mình đọc là log B, cái nào đọc là logarit cơ số 10 của B lắm, nó hơi dài. Mình hay đọc là log B. Còn logarit tự nhiên, logarit cơ số y cũng vậy, tức là logarit cơ số y, logarit cơ số y của B chẳng hạn. Vì cái này dùng rất nhiều nên người ta ghi ký hiệu riêng thành là ln này, chữ ln thôi nha. B. Đấy, ở đây mình đọc. Mình đọc nó thì mình đọc là logarit cơ số y của B. Nhưng mà xin phép ở trong cái khuôn khổ mà mình học ở trong lớp mình ạ. Thì để cho nó đọc cho nó ngắn gọn thì tụi em với thầy có thể đọc đơn giản là ln, đọc là len gì đấy. Ở trên mạng thì nhiều thầy cô đọc là len, không đọc ln. Đọc nó không đúng nha, đọc như thế nó không đúng nhưng mà vậy cho nó mau nha. Chứ còn nếu mà mình muốn đọc mà đúng chính xác phải đọc là em gặp là như thế này thì mà đọc là đúng là phải là gì? Logarit cơ số y của B. Đấy. Thì thôi mình hiểu ý được rồi, còn mình đọc cho nhanh thì đọc là LNB nha, đúng không? Rồi cái lý thuyết đó phải chạy cho nó. Rồi các bạn tiếp tục làm cái phần đó. Để ngày mai mình học. Này. Lớp nghỉ nha. Mình sẽ đăng cái danh sách vô mấy bạn coi từ chốt ai quên thì nói lên.